Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft của mình mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm series Vua Rồng cho các bạn xem rồi đây. Thì cũng như những câu nói quen thuộc, đó chính là trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đang rất là hóng chờ cái ngày mình đạt được 1 triệu subscribe nè. Mình sẽ đem nút vàng khoe cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ok bạn ơi, thì các bạn nhìn nè. Trời ơi là trời, cái vùng đất rồng của mình bây giờ bọn nó đã bị đóng băng hết rồi bạn ơi. Tuyết rơi quá trời luôn. Xung quanh anh toàn là tuyết ê. Quá trời tuyết luôn bạn ơi. Cũng may là chỗ này nó có cái hồ nè để mình có nước uống. Chứ không thôi là coi như là mình không còn nước để mình uống luôn các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Là bởi vì á, những cái hồ ở gần đây nè, nó đã bị đóng băng hết rồi các bạn ơi. Các bạn xem nè. Thấy không? Cái hồ băng nè bạn thấy không? Đóng băng lại luôn rồi nè. Bây giờ mình đập cái là nó sẽ cho chúng ta cục đá nè, chứ nó chẳng cho chúng ta băng các bạn ơi. Bởi vậy ta nói nó khổ gì đâu á trời. Đã không có gọi là nước uống rồi mà còn gặp đóng băng nữa chứ. Ơi con bò để mình giết bò đã. Mày hả bò? Mày nè bò. Lần nào mình vô mình cũng gặp con bò này hết ta. Hey, ok. Thì quên nữa, như tập trước anh em có nhớ rằng là tập trước chúng ta đã làm gì không anh em? Bạn nào đã xem tập trước rồi đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Đó, thì tập trước á chúng ta đã cùng nhau gọi là đi gọi là chế tạo một cái bộ áo giáp gọi là cầu vòng anh em ơi. Đó, bạn thấy không? Cái bộ áo giáp mà mình đang mặc trên người nè. Đó, bạn thấy không? Nó lấp lánh ánh cầu vòng luôn nè. Ghê không? Đó. Thì cái bộ giáp này được làm từ kim cương cầu vòng á anh em. Bạn nào mà chưa có xem tập trước là nhớ hãy vào trong gọi là kênh YouTube của mình để xem tập trước ủng hộ cho mình nha. Còn tập này chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Thì nhân tiện bây giờ đang là mùa đông á bạn ơi, bạn thấy không? Xung quanh đây đóng tuyết tùm lum la nè. Cho nên mình quyết định rằng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lai tạo thêm một bé rồng nữa. Và bé rồng tập này sẽ là bé rồng tuyết các bạn ơi. Người ta thường gọi là rồng tuyết hay là rồng băng gì đó mình không nhớ nữa, nhưng mà nói chung á thì mình sẽ gọi em nó là rồng tuyết đi, nghe cho nó dễ thương. À, có nhiều bạn thì gọi là rồng băng, còn mình thì mình gọi bằng rồng tuyết nha các bạn. Đó. Rồi ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là cho hai con rồng phía trên đây nó đẻ trứng. Rồi mình sẽ gọi là lấy quả trứng đó để gọi là cho nó lai tạo thành rồng băng nha anh em. Đó, thì lần này mình sẽ cho bé rồng lửa nè. Đây, bé rồng lửa nha. Mình sẽ đưa con rồng lửa xuống đây. Ok, mình sẽ cho bé rồng lửa với lại một bé rồng nữa, đó chính là bé rồng xương lai tạo với nhau. Rồi để mình lên trên cái chuồng của rồng xương coi. Hiện tại bây giờ là mình đang có 3 con rồng các bạn ơi. Đáng lẽ là 4 con á, nhưng mà mình bị mất hết một con rồng Ender rồi. Đó, với lại quên, còn con rồng chúa nữa. Vậy là mình có nên tận 5 con lận. Đó. Ok, mình sẽ gọi là cho con rồng xương xuống đây, con rồng lửa xuống đây. Rồi, mình sẽ cho con rồng lửa đứng dậy nè. Đứng dậy đi. Ok, rồng xương đứng dậy luôn. Rồi, mình sẽ lấy cá cho bọn nó ăn để bọn nó đẻ nha các bạn. Để mình vào nhà mình lấy ít cá đã. Không biết nhà mình còn cá không ta. Bây giờ là trời đóng băng hết rồi, làm gì mà còn gọi là hồ đâu mình câu cá. À đây, có cá nóc nè. Đó, ok, mình sẽ lấy cá nóc mình cho hai con rồng ăn nha các bạn. Qua đây, rồng ơi, qua đây nè. Ok, rồng xương, ăn đi. Rồng lửa, ăn đi. Rồi bọn nó ăn nè, xong bây giờ bọn nó sẽ đẻ trứng các bạn ơi. Mình sẽ coi hai bọn nó đẻ trứng nha. Đó, bọn nó đang gọi là quấn quýt bên nhau nè. Ủa, rồi bây giờ là rồng xương đẻ hay là rồng lửa đẻ ta? Ủa kỵ ta, sao chưa chịu đẻ nữa trời? Cho ăn rồi mà sao không chịu đẻ nữa? Kỳ vậy? Ô, đây, thấy rồi. Trời ơi, nó đẻ đằng sau lưng mấy bạn ơi. Đây mấy bạn ơi, một quả trứng rồng xương các bạn ạ. Đó, một quả trứng rồng xương. Ôi trời, cái con rồng lửa này sao mày kỳ vậy? Mày tự nhiên mày đi mày đạp với quả trứng lỡ bởi trứng sao mày? Ngồi xuống. Ok, mình sẽ cho con rồng lửa ngồi xuống đi. Rồi, bây giờ có quả trứng này nè các bạn. Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ đẩy cái quả trứng này xịt ra ngoài cái hồ để mình coi ở gần đây nó có cái hồ băng đúng không? Ở bên kia nó có cái hồ băng các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi là đẩy cái quả trứng này lại gần cái hồ băng đó để cho nó hóa thành rồng băng nha các bạn. Đó, mình hay gọi là rồng tuyết. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy cái quả trứng nè. Hiện tại bây giờ cái quả trứng này vẫn còn là trứng của rồng skeleton các bạn ơi, là rồng xương các bạn. Cho nên là bây giờ mình muốn nó trở thành rồng tuyết thì mình phải đẩy nó lại ngay cái chỗ có gì ta? Có băng có tuyết thì nó mới biến thành rồng tuyết được. Đó, để mình đẩy nó lại nha. Trời ơi, lật hố từ. Hey, đẩy cái trứng này đúng cực luôn anh em. Đẩy nãy giờ mà nó nhích được từng cái không à. Coi bộ hơi bị lâu mới tới được đó nha. Ok bạn ơi,
mình đang đẩy cái quả trứng này lại gần ngay ngay cái hồ băng kìa anh em, để cho nó biến thành gọi là cái gì ta, trứng của rồng băng anh em ạ. Tại vì là bây giờ mình muốn nó trở thành rồng gì á thì mình phải để cái quả trứng ở gần ngay cái gọi là cái block đó. Chẳng hạn như mà rồng lá đi thì mình sẽ để nó ở ngay cái lá cây. Còn bây giờ mình muốn nó là rồng băng á thì mình phải bỏ nó ở ngay băng các bạn ơi. Đó, mình sẽ đẩy cái quả trứng này xuống dưới băng nha. Chỗ này nãy có cái lỗ mình mới đập ra nè. Bây giờ mình sẽ đẩy nó xuống dưới đây luôn. Ok, xuống dưới đi. Cái quả trứng này nó đẩy lâu ghê luôn á. Rồi ok. Ok, bây giờ là cái trứng của con rồng xương đã được bỏ xuống dưới băng rồi các bạn. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải chờ khoảng từ 10 đến 20 phút thì cái trứng của con rồng xương nó sẽ chuyển nó thành rồng băng các bạn ơi. Đó. Thì mình cứ để nó bên dưới đây đi nha. Còn bây giờ nè, mình sẽ cùng với mấy bạn gọi là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi khám phá một cái thứ rất là thú vị ở trong cái world này nha anh em. Đó. Thì mấy bạn nhìn xung quanh mình để mày thấy gì không? Tuyết rơi quá trời luôn kìa. Bây giờ là đang là mùa đông mấy bạn ơi, cho nên là người của mình rất là dễ bị lạnh luôn. Không biết rằng mình có sinh tồn nổi ở trong cái world vua rồng này nữa không nữa. Ok, thì trong tập này mình sẽ cùng với mấy bạn gọi là chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là bắt người tí hon đem về nhà nuôi nha anh em. Có bạn nào còn nhớ cái tập mà chúng ta đã gọi là đi thám hiểm, đi tham quan một cái ngôi làng của người tí hon anh em? Một cái ngôi làng mà có rất là nhiều người tí hon bên dưới đó đó, mà mình hay gọi là nàng tiên đó anh em. Đó, thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy gọi là làm một cái bình thủy tinh, sau đó anh xuống dưới đó, anh bắt cái người đó đem về nhà nuôi đi anh. Thì mình thấy cũng khá là thú vị, bởi vì là mình không ngờ rằng là chúng ta có thể nuôi được nàng tiên luôn các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là làm cái bình thủy tinh và đến đó bắt một nàng tiên đem về nhà nuôi nha. Thì mình không biết được rằng là ở bên dưới đó còn con nào hay không, tại trong tập đó hình như là bọn nó ăn cắp đồ của mình cho nên mình giết nó gần hết luôn rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là lấy cho mình một ít gỗ nè. Ok, gỗ. Mình sẽ chế cho mình một cái bình thủy tinh nha anh em. Đây, mình sẽ bỏ thủy tinh vào đây nè, sẽ bỏ gỗ vào. Chúng ta sẽ chế được một cái bình thủy tinh nè anh em. Đây. Đây chính là cái bình thủy tinh mà chúng ta sẽ sử dụng để gọi là bắt cái con người tí hon á anh em. Cái con nàng tiên tí hon á, chúng ta sẽ bắt nó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là tìm đường đi đến chỗ của nàng tiên tí hon. Mình sẽ lấy cho mình cái bản đồ nè, mình sẽ mở lên. Rồi, đường đi đến ngôi làng tí hon là chúng ta sẽ đi về hướng này đúng không? Ok, đi thẳng về hướng này anh em ơi. Rồi, mình sẽ đi đến cái ngôi làng của người tí hon nha. Chúng ta cùng nhau gọi là cưỡi rồng xương đi đến đó nha anh em. Let's go, đi thôi. Hiện tại là bản đồ đang chỉ đường cho mình là đến đây, hình như là tới nè anh em. Dưới đây nè, ok, rồi mình sẽ đáp xuống dưới đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đáp xuống dưới đây. Sau đó là mình gọi là sẽ đào xuống dưới bạn ơi. Bạn nào còn nhớ gọi là cái ngôi làng đó nó nằm ở đâu không? À, thì bạn nào mà không biết thì mình sẽ nói luôn. Đó, cái ngôi làng nó nằm ở bên dưới lòng đất đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đào xuống dưới đó nha. Bây giờ mình sẽ đào xuống dưới lòng đất nè. Ok, mình sẽ đào xuống. Mình sẽ sử dụng cái cúp cầu vòng của mình để mình đào các bạn ạ. Ok. Không biết rằng là cái ngôi làng tí hon ở bên dưới đó giờ còn con nào sống hay không đây. Tại lần trước mình giết hết mấy con rồi, tại vì nó ăn cắp đồ của mình anh em. Đây, tới nơi nè anh em ơi. Đó, đào có tí thôi là tới nơi luôn nè. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy xuống dưới đây nha. Đấy, ok. Đây, xin giới thiệu với những bạn nào mà chưa biết, đây chính là cái ngôi làng của người tí hon nè anh em. À, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng đây, mình coi không biết còn con người tí hon nào không đây. Ui, đây, còn một con nữa bạn. Đó, bạn thấy không, còn một con người tí hon trên đầu mình nè. Bây giờ mình sẽ lên, mình bắt nó đem nhà nuôi nha anh em. Rồi, để xem coi còn người tí hon rồi. Đây, nó đây nè anh em. Đó, bạn thấy không, đây chính là nàng tiên tí hon nè. Bạn nào mà chưa biết á thì mình sẽ cho mấy bạn thấy nha. Còn bây giờ mình sẽ lên, mình bắt nó nha mấy bạn. Nó đâu rồi, đây, nó đây. Bây giờ nè, mình sẽ sử dụng cái bình này nè anh em. Mình lít vô người nó thì mình sẽ bắt được cái con người tí hon đem về nhà nha. Rồi, ờ chạy rồi hả, chạy trốn rồi hả, trốn đâu cho thoát, mày sẽ không trốn được tao đâu. Người tí hon à, mày đâu rồi? Ủa, nó bay lên trên rồi các bạn ơi. Con người tí hon này thông minh, nó bay lên trên trốn mình mất tiêu rồi. Mình sẽ đuổi theo nó nha. Người tí hon đâu rồi? À, đây, mình thấy nó đây nè, ôi, nó bay ra ngoài các bạn ơi, nó bay ra ngoài mất tiêu rồi. Mình không thể nào mà để cho nó chạy mất được anh em ơi. Con người tí hon này là mình phải bắt được nó, mình bắt mình đem về nhà nuôi bạn ơi. Trời ơi trời, xịn lắm luôn á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình là gọi là mình nuôi người tí hon luôn anh em. Ở nó đâu ta? Trời, nó bay lên tuốt trên đây luôn anh em ơi. Trời ơi là trời. Cái con này, đứng lại cho tao, mày không chạy được đâu. Hãy dời đây với anh người tí hon ơi. Ok, em đây rồi. Anh sẽ chặn đường lại, không để cho em chạy đâu người tí hon à. À, bây giờ mình sẽ lấy cái bình nè. Cái bình đâu rồi? Đây, cái bình đây. Mình sẽ bắt nó vào nha. Chụp. Đã.
mình đã bắt được nó rồi anh em ơi. Bây giờ cái con người tí hon đã bị dính ở trong bình này nè. Ờ, hợp lý chưa, hợp lý chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đào đi xuống dưới. Rồi, chúng ta đã có được người tí hon nè. Để mình vứt cục đất ra đi, lụm lại cái bản đồ nè. Ok. Rồi, chúng ta đã bắt được người tí hon thành công rồi anh em. Bây giờ là về nhà thôi. Khoan từ, để mình xem coi còn con nào nữa không, có gì mình bắt luôn. Không biết còn con nào nữa em ta. Ơi, có cái bột màu hồng hồng nè. Hình như là có thêm con trong nhà nữa thì phải. Để mình chạy vô mình xem thử. À, đúng luôn hả bạn ơi, còn một con nè. Ồ, khoan khoan, nhưng mà giờ mình hết thủy tinh rồi. Trong đây có thủy tinh không ta? Bây giờ mình hết thủy tinh rồi. Để mình xem coi trong nhà này có thủy tinh không, mình bắt luôn con đó luôn. Ồ, không có rồi anh em ơi. Thôi, vậy chắc là tạm thời là lần này chúng ta bắt trước một con đi ha. Còn con kia thì để lần sau chúng ta bắt sau. Mình sẽ bắt trước một con, mình đem về nhà trước. Chứ giờ mình hết bình thủy tinh rồi. Ok. Ok, leo trên nào. Ô trời trời, bắt cái con này coi bộ là cũng khá là dễ nha. Chỉ cần gặp nó xong chụp cái thôi là bắt nó đem về nhà luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là mình sẽ cùng với các bạn đi về nhà. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi gọi là con người tí hon này khi mà được gọi là bắt vào trong cái gì ta, cái bình thủy tinh, nhìn nó sẽ đẹp như thế nào nha anh em. Rồi giờ chúng ta về nhà thôi. Đây đây, bay có tí thôi là về tới nhà luôn rồi nè. Đó, rồi ok, để mình vào mình lấy con người tí hon ra mình xem thử coi. Cho các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng người tí hon cùng với mình. Lắc quá ta, trời tuyết cho nên nó lắc quá các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy một cái cục gỗ nè, mình để đây. Sau đó mình sẽ lấy cái bình của người tí hon hồi nãy ra. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đặt ra nè. Đó. Ủa, ủa gì kì vậy? Hồi nãy rõ ràng là mình bắt cái con màu xanh dương mà. Sao giờ tự nhiên giờ nó biến thành con màu hồng rồi? Ok á. What the hell? Mà thôi kệ đi anh em. Nói chung là con nào cũng được. Nói chung là con màu hồng hay là con màu xanh dương gì thì nói chung mình cũng đã bắt được nó bỏ vô trong cái tủ kính nè anh em. Đó. Vậy là bây giờ trong nhà của mình đã có được gọi là một con vật nuôi mới. Đó chính là gọi là nàng tiên các bạn ơi. Đó, mình đã bắt nàng tiên mình bỏ vô trong cái bình nè. Và bây giờ mình sẽ nuôi nàng tiên này nha anh em. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nó bay 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 nhìn thích thiệt luôn á. À, có lẽ rằng là trong vài tập sau mình sẽ gọi là đi bắt cho đủ màu luôn anh em ơi. Màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu tím mình bắt hết luôn. Mình đem về nhà để mình gọi là mình trưng bày. À, ok. Rồi để mình ra mình xem gọi là con cái quả trứng rồng của mình không biết nó có chuyển thành rồng băng chưa ta. Ok, để xem coi. Ồ, mấy bạn ơi, nó đổi màu rồi nè anh em ơi. Hồi nãy là nó có màu xám, bây giờ nó đã chuyển qua thành cái màu gọi là hơi trắng trắng này nè. Đó. Bây giờ mình nghĩ rằng là nó đã biến thành gọi là trứng của rồng băng rồi anh em. Snow Dragon nè, đó, rồng băng anh em ơi, rồng băng nha. Quá đẹp luôn bạn ơi. Không biết được rằng là cái con rồng băng này nó có màu gì ta. Mình nghĩ rằng là nó sẽ có màu trắng. Mình chỉ nghĩ là như vậy thôi. Mình không biết rằng nó sẽ có màu gì. Một tí nữa nó nở ra chúng ta sẽ biết nha. Còn bây giờ thì thôi mình cứ để nó ở đây đi. Rồi chắc là một tí nữa nó cũng sẽ nở ra thôi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là làm cho mình một cái chỗ để mình gọi là chặn nó lại, không cho quái vật tấn công các bạn ơi. Mình sẽ lắp cái chỗ này lại để tránh con quái vật nào đó sẽ tới đây và ăn cắp cái trứng của mình nha. Mình sẽ lắp chỗ này cao cao lên nè. Để không bị quái vật tấn công các bạn ạ. Lỡ đâu rồi gọi là gặp con quái vật nào đó mà nó thích ăn hộp vịt lộn, nó lại nó lấy cái quả trứng của mình nó đi làm hộp vịt lộn nó ăn luôn sao. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta chờ đợi con rồng băng của chúng ta nở thôi anh em ơi. Ai, trời ơi trời, hồi hộp quá. 1 hour later. Mấy bạn ơi, mình mới vừa phát hiện ra cái gì nè anh em. Các bạn xem nè, một con Enderman đó bạn ơi. Nhưng mà con Enderman này là nó cái cơ thể của nó không phải là màu đen các bạn ơi, mà cơ thể của nó là cầu vồng. Nhìn nè các bạn, nhìn nè. Ơi, nhìn cơ thể nó nè. Thấy không? Lấp lánh ánh cầu vồng luôn nè. Trời, mày quấn tao hả? Mày quấn tao hả? Enderman đâu rồi? Mày quấn tao hả? Mày lại đây. Ui, con này nó quấn mình là nó phát nổ anh em ơi. Con này cũng ghê nha. Ui, con này mạnh quá vậy. Ui, trời ơi. What the hell? Con này không phải dạng vừa bạn ơi. Nó quấn mình sắp mặt luôn. Trời ơi trời. Con Enderman này không phải dạng vừa đâu nha. Nó rơi ra gì đây? Ngọc Enderman thấy gì vậy? Đâu trội được không? Ủa, cái này là gì vậy? Ê, mình mới vừa lít vô cái xong hình như nó mới tăng cho mình cái gì hay sao anh em ơi. Đừng có nói là tăng kinh nghiệm nha. Đâu phải không? Hồi nãy mới có phải là mình có 20 kinh nghiệm không ta? Hay là do mình lít vô này để tăng kinh nghiệm ta? Ủa kì vậy? Wow, hấp dẫn nha. Rồi sẵn có kinh nghiệm đây để mình đi mình nâng đồ luôn đi. Đây mình nâng này lên. Ok. Wow, được 20 kinh nghiệm bạn ơi. Xịn vậy. Ồ,
Ê, đừng có nói là cái viên ngọc này là cứ để một thời gian ngắn chúng ta lít vô nó là chúng ta sẽ được 20 kinh nghiệm nha. Wow, mình bắt đầu thấy nó xịn xịn rồi nha anh em. Wow, 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 wow. Ok, thôi được rồi, chúng ta đã có được thêm một cái viên ngọc để gọi là tăng kinh nghiệm mấy bạn ơi. Xịn vậy trời. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trên xem con rồng của chúng ta coi nó có nở chưa nha anh em. Từ nãy giờ là cũng khoảng được 30 phút rồi đó, mình mới vừa thoát ra ngoài, mình đi mình đánh trận liên minh đó bạn ơi. Trong lúc chờ con rồng nó nở thì mình có vô mình chơi trận liên minh để chờ thời gian con rồng nó nở các bạn ạ. Ui. Trời ơi trời, không những mà nó đã nở mà nó còn to đùng luôn các bạn ơi. Ô, tính ra là mình thoát ra có tí mà giờ con rồng nó to đùng luôn các bạn. Bạn xem nè. Phải nồi, đâu để mình đào ra coi. Mình đào mình gọi là giải thoát cho con rồng coi. Ủa? Mình không có đồ để đào à. Để mình làm cho mình một cái cây gì ta? Cây rìu bằng sắt đã. Từ để mình vào nhà mình làm cây rìu bằng sắt. Ok, đầu tiên là mình phải chế cho mình cái bàn chế tạo nè. Đó, chế cái bàn chế tạo. Ơ nhầm. Sao tự nhiên vứt vậy? Ok, đặt cái bàn chế tạo ra. Sau đó mình sẽ bỏ que vào trong. Rồi mình sẽ bỏ thêm sắt vào trong hồi nãy mình lấy trong nhà ra nè. Đó, rồi chúng ta đã chế được một cây rìu bằng sắt. Mình sẽ lấy cây rìu này mình đập cái mớ gỗ hồi nãy đi để mình giải cứu con rồng mấy bạn ơi. Để con rồng trong đây tí nữa nó ngộp thở nó chết luôn á. À, chúng ta đã lai tạo được một em rồng gọi là rồng tuyết mấy bạn ơi. Mình sẽ không gọi là rồng băng đâu. Nghe nó gọi là nghe cái tên nó xấu quá, mình sẽ gọi nó là rồng tuyết mấy bạn ạ. Đó, đào ra. Đây mấy bạn nhìn nè. Wow, em rồng tuyết này nha, được một đặc điểm là em ấy có được một cái màu xanh với là cái màu trắng nhìn rất là đẹp luôn bạn ơi. Nhìn nó trắng sáng luôn á. Wow, nhìn nè. Ui, trên người của con rồng tuyết nó còn có những cái ký hiệu như là bông tuyết đồ nữa nè anh em. Wow, xịn vậy. Wow, cái cánh của nó đẹp ghê luôn á. Ok, từ từ, bây giờ mình cứ cho nó bò vòng vòng đi. Mình phải vào nhà mình lấy ít cá cho nó ăn đã mấy bạn ơi. Mình cần phải có cá. Trời ơi trời, quên mất không mang cá ra rồi. Hình như nhà mình giờ cũng hết sạch cá luôn rồi sao á. Ok, cá đâu. Cá đâu ta? Hình như là không có cá rồi bạn ơi. Chết tôi luôn á nha. Cá. Không có cá nè. Ơi có cá không? Hay nó ăn thịt được không ta? Hình như nó không ăn thịt được, nó chỉ ăn cá được thôi. Chết rồi. Ok, mình sẽ lấy mấy cái bình lúc kịp lóc nè, mình ra mình đập để coi mình có được cá không nha. Vứt nè. Ôi được kinh nghiệm, không được cá. Ôi có cá không? Ủa? Có cá chín hả? Trời ơi, mình không dùng cá chín được đâu. Mình phải cần cá sống cơ. Rồi xong, bình này cũng không có cá luôn anh em ơi. Chết rồi, bây giờ cá đâu mà cho con rồng nó ăn đây? Không biết con rồng nó có ăn cá chín được không ta? Mình đem thử con cá chín cho con rồng nó ăn thử các bạn ơi. Không biết nó có ăn được không trời. Tại vì bây giờ mình chỉ còn có cá chín thôi. Ôi nó không ăn mấy bạn ơi. Thôi chắc cũng không sao, chắc là giờ mình cứ để cho nó đi vòng ở quanh đây đi. Rồi mình sẽ gọi là thu phục nó sau các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là nó sẽ không đi đâu xa được đâu. Nhưng mà nếu mà có đi xa thì mình sẽ đi kiếm nó sau, không sao cả. Chắc là trong vài tập nữa mình sẽ đi câu thêm ít cá nữa bạn ơi, để mình thu phục nó nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi bạn ơi. Và mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hôm nay chúng ta đã gọi là ấp nở được một cái bé rồng, người ta gọi là rồng tuyết các bạn ơi. Đó, một bé rồng tuyết cực kỳ là dễ thương luôn. Và bé rồng tuyết này mình nói thật luôn nha, đẹp ơi là đẹp luôn bạn ơi. Mình nói thật luôn á, con này là cái con mà giống như là đẹp nhất từ trước giờ mình thấy luôn á. Phải nói là nó còn đẹp hơn cả rồng lửa đó bạn ơi. Còn rồng kim cương và rồng bầu trời thì mình không biết nó sẽ đẹp cỡ nào nữa đây. Cho nên là những tập sau mình mong là các bạn vẫn sẽ gọi là ủng hộ cho mình, để mình có thể gọi là làm thêm những cái tập mới, để có thể các bạn sẽ được gọi là xem những con rồng mới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và trước khi gọi là kết thúc video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1.000.000 subscribe anh em. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.